Hello tất cả mọi người nhá. Đây thì bên tổ đội này thì đang làm lòng. Lòng này là lòng bê. Lỡ đúng vậy. Lỡ vậy lỡ làm phải quá không ngon. Ngoài ngoài đi kê thôi. Từ kia đi cho nó lọc gần chút đấy. Đi qua nè. Thử cái đoàn nữa nè. Làm thử cái đoàn nữa nè. Cái này mới là dài này. Cậu qua đi. Đâu màu vàng đang còn xúc đang xúc cái đó mà còn cất cho hết rồi đây màu vàng để kèm nó sẽ đi để lộn lại lần nữa không được cầm cái này cái món này ăn cái này tự thải rồi chán quá vậy thắt thắt vào mà để cầm thắt vào này chán gió con chán quá nhảy vào nó nhảy vào thế này đây các bác này. Đấy thì cái lòng này làm thì nó cũng rất là công phu nhá. Ôi tóc tóc tay luôn, tại vì nó trắng lắm rồi, nó lá béo rồi. Trên sạch quá rồi hả? Cái cà lên cho nó rơi, nó rơi. Nó rơi lá mà. Nó kéo xuống. Có cái nước này, nó kéo. Cái nước kia, nó dậy rồi. Đấy, chưa? Chưa được, thấy nước rồi. Thấy nước rồi. Thấy nước rồi. Thấy nước rồi sao? Cái này không có được. Đồ nước. Trong cái này không có bỏ. Cái này giá mới rồi. Cái này không có giá mới rồi. Cái này cái này muốn trắng đơn giản. Bảo Tám về cho tí thuốc tẩy bảo trắng tinh luôn. Bảo Tám tí nữa nào bị mới giặt luôn đấy. Không phải mới giặt, cái loại thuốc tẩy lão đổ vào nó trắng tinh luôn. Làm luôn thế bỏ vào. Bảo vào. Nói nhỏ nhỏ thôi. Nói nhỏ nhỏ thôi nha. Đừng có nói là hả? Không có cái gì là ta làm đây. 37. Thấy chưa? Phân thấy chưa? Cho mình lấy cái màu đá ra. Bỏ nước mắm rồi.
Đấy, bây giờ bắt đầu là rửa xong này mọi người này. Thì bây giờ chuẩn bị đi bóp. Đấy, bây giờ mới nghe hết cái phần ở trong ruột nó thôi. Tám phần mấy? Hello tất cả mọi người nhá. Đây thì bên tổ đội này thì đang làm lòng, lòng này là lòng bê. Lỡ đúng vậy. Lỡ vậy lỡ làm thầy quá không ngon. Ngoài ngoài đi kê cho. Từ từ lên cho nó ngọt làm biết đấy. Như qua này, thấy nó đoàn đấy này. Làm thử cái đoàn này. Cái này mới là dài này. Cậu qua đi. Đâu, với màu vàng đang còn xúc chi vào chi cái đoàn mà. Còn cứt cho hết rồi, đây màu vàng. Để kèm nó sẽ đi để lộn lại lần nữa. Nó cầm cái này thì... Cảnh quá vậy. Thấp thấp quá mà, nó cầm nước vào này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Đây các bác này. Đấy thì cái lòng này làm thì nó rất là công phu nhá. Ôi tóc tay luôn, tại vì nó trắng lắm rồi, đồ nào béo trên sạch quá rồi hả? Cào đi cho nó rơi, nó rơi. Nó kéo xuống, nó cái này không có đồ nào, lột ra đây dính cất bẩn nó vứt đi ạ. Đây cái cam này. Cái này muốn trắng đơn giản. Bảo Tám về cho tí thuốc tẩy bỏ trắng tinh luôn. Bảo Tám tí nữa nào về mới giặt luôn đấy. Mới giặt luôn. Không phải mới giặt, cái loại thuốc tẩy lão đổ vào hết trắng tinh luôn. Làm mới giặt thì có làm luôn thế, bỏ vào. Bỏ vào. Nói nhỏ nhỏ thôi. Nói nhỏ nhỏ thôi nha. Đừng có nói là hả? Cứ một cái gì là ta làm đấy luôn mà. 37. Có cần nữa. 37. Thấy chưa? Phân thấy chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi vô là bốt luôn. Kém kém lỗ to to chứ gì lấy vừa thôi cứ linh mặt đấy. À, bây giờ bắt đầu là rửa xong này mọi người này, bây giờ chuẩn bị đi bóp đấy, bây giờ mới nghen hết cái phần ở trong ruột nó thôi. Tám phần mấy? Hello tất cả mọi người nhá. Đây thì bên tổ đội này thì đang làm lòng này là lòng bê. Chó là người là mỏng rồi. Lỡ lắm vậy. Lỡ vậy lỡ làm phải quét không ngon. Ngoài ngoài đi kênh thôi. Từ từ nó đi cho nó lọc làm biết đấy. Vừa qua nè. Thử cái đoàn nữa nè. Làm cái đoàn nữa nè. Cái này mới là dài này. Cậu qua đi. Đây các bác này. Đấy thì cái lòng này làm thì nó cũng rất là công phu nhá. Cái này không có đổ nước trong cái này không có đó cái giá mới đổ.
Lột ra đây dính cất bẩn nó vứt đi ạ. Đây cái cam này. Cái này em muốn trắng đơn giản. Báo tám về cho tí thuốc tẩy bỏ vào trắng tinh luôn. Báo tám tí nó nào bị mới giặt luôn đấy. Mới giặt luôn. Không phải mới giặt, cái loại thuốc tẩy lão đổ vào nó trắng tinh luôn. Làm luôn thế bỏ vào. Làm vào. Nói nhỏ nhỏ thôi. Nói nhỏ nhỏ thôi nha. Đừng có nói là hả? Cái gì là ta làm đây bây giờ bắt đầu là rửa xong này mọi người này. Thì bây giờ chuẩn bị đi bóp. Đấy, bây giờ mới nghe hết cái phần ở trong ruột nó thôi.
8 phần mấy. Hello tất cả mọi người nhá. Đây thì bên tổ đội này thì đang làm lòng. Lòng này là lòng bê. Chó là về là mỏng rồi. Lỡ lúc vậy. Lỡ vậy lỡ làm thầy quét không ngon. Ngoài ngoài đi kê thôi. Từ từ đi cho nó lọc làm biết đấy. Đi qua nè. Thử cái đoàn đấy nè. Làm thử cái đoàn đấy nè. Cái này mới là dài này. Cậu qua đi. Đâu không bóc với màu vàng đang còn xúc kia ngoài kia cái mà còn cất cho hết rồi đây màu vàng để kèm nó sẽ đi để lộn lại lần nữa không được cầm cái này trên tay nó đang ăn cái thực thải rồi chắn quá vậy thấp thấp nó mà nó không thấp vào này chắn gió con chắn gió đây các bác này. Đấy thì cái lòng này làm thì nó cũng rất là công phu nhá. Ôi tóc tóc tay luôn, tại vì nó trắng lắm rồi, nó lại béo rồi. Trên sạch quá rồi hả? Đâu, cái cà đi cho nó rơi, nó rơi. Nó rơi lá mà. Nó kéo xuống. Có cái nước hay, nó kéo. Nó kéo, nó dậy rồi. Đấy, chưa? Chưa được, thấy nước rồi. Thấy nước. Thấy nước rồi. Thấy nước rồi sao? Cái này không có đổ nước. Nước. Trong cái này không có mỡ. Cái đồ này chưa có giá mới rồi. Cái này cái này muốn trắng đơn giản. Bảo tám về cho tí thuốc tẩy bảo trắng tinh luôn. Bảo tám tí nữa nào về mới giặt luôn đấy. Không phải mới giặt, cái loại thuốc tẩy lão đổ vào nó trắng tinh luôn. Làm luôn thế bỏ vào. Nói nhỏ thôi nha. Đừng có nói là không có cái gì là ta làm đây. 37. Thấy chưa? Phân thấy chưa? Cái này bỏ tay cho bà làm nhé. Đặt xuống nè. Rồi cầm dưới đây. Đâu. Đấy. Đâu. Đây nè. Đâu. Đây là cái bóng mặt trong bóng.
bóng tái. Đấy, bây giờ bắt đầu là rửa xong này mọi người này. Thì bây giờ chuẩn bị đi bóp. Đấy, bây giờ mới nghen hết cái phần ở trong ruột nó thôi. Tám phần mấy? Hello tất cả mọi người nhá. Đây thì bên tổ đội này thì đang làm lòng, lòng này là lòng B.
Lỡ đúng vậy. Lỡ vậy lỡ làm phải quét không ngon. Ngoài ngoài đi kê thôi. Từ từ đi cho nó ngọt dần. Đi qua này. Thử cái đoàn nữa này. Làm cái đoàn nữa này. Cái này mới là dài này. Cậu qua đi. Đâu bóp với màu vàng đang còn xúc kia mà cái đoàn mà còn cứt thì hết rồi đây màu vàng để kèm nó sẽ đi để lộ lại lần nữa nó không có cái này thì nó sẽ bị ăn cái thực thải rồi cảnh quá vậy thấp thấp nó mà nó không nước vào này. Đây các bác này. Đấy thì cái lòng này làm thì nó rất là công phu nhá. Dễ làm. Ôi tóc tay luôn. Tại vì nó trắng lắm rồi, đồ nào béo. Trên sạch quá rồi hả? Cào đi cho nó rơi, nó rơi. Nó kéo xuống. 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 Cái này không có đồ nào, đồ nước. Trong trưa này không có bó. Cái giá mới rồi. Cái này cái này em muốn trắng đơn giản. Bảo tám về cho tí thuốc tẩy bỏ trắng tinh luôn. Bảo tám tí nữa mèo về mới giặt luôn đấy. Mới giặt luôn. Không phải mới giặt, cái loại thuốc tẩy lão đổ vào hết trắng tinh luôn. Làm mới giặt thì có làm luôn thế, bỏ vào. Nói nhỏ nhỏ thôi. Nói nhỏ nhỏ thôi nha. Đừng có nói là hả? Khu mục tiếp thì là ta làm đây. 37. Có cần nữa. 37. Thấy chưa? Phân thấy chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong này. Bây giờ bắt đầu là rửa xong này mọi người này. Thì bây giờ chuẩn bị đi bóp. Đấy, bây giờ mới nghen hết cái phần ở trong ruột nó thôi. Tám phút mấy? Hello tất cả mọi người nhá. Đây thì bên tổ đội này thì đang làm lòng này là lòng bê. Chó là về là mỏng rồi. Lỡ đúng vậy. Lỡ vậy lỡ làm thầy quét không ngon. Hoài hoài đi kênh thôi. Từ kia đi cho nó lọt gần hết đấy. Vừa qua nè. Thử có đoàn nữa nè. Làm thử có đoàn nữa nè. Cái này mới là dài này. Cội qua đi. Đâu có bóc với màu vàng. Đang còn phúc kia ngoài cái đoàn mà. Còn cất cho hết rồi. Đây màu vàng. Để kèm nó sẽ đi để lộn lại lần nữa. Nó cầm cái này thì... Nó cầm cái này thì tự thải rồi. Chẳng quá vậy. Thắp thắp nó mà để cầm nước vào này. Đây các bác này. Đấy thì cái lòng này làm thì nó cũng rất là công phu nhá. Cái này có đi à? Ủa, anh dài
dễ làm rồi. Cái này không có lột lại rồi. Ôi sao tóc tay luôn, tại vì nó trắng lắm rồi, lột lại béo rồi. Trên sạch quá rồi hả? Cà đi cho nó rơi, nó rơi. Nó rơi lá mà. Nó kéo xuống. Có cái nước hay? Nó kéo xuống. Rồi. Cái này là cái gì chứ? Không, cái này là bóng. Cái này là bóng của cái dạ quá. Lột ra đây dính cất bẩn nó vứt đi. Đây cái em này. Cái này muốn trắng á, đơn giản. Bảo Tám về cho tí thuốc tẩy bỏ vào trắng tinh luôn. Bảo Tám tí nữa mèo bị mới giặt luôn đấy. Mới giặt luôn. Không phải mới giặt, cái loại thuốc tẩy lão đổ vào nó trắng tinh luôn. Làm luôn thế, bỏ vào. Nói nhỏ nhỏ thôi. Nói nhỏ nhỏ thôi nha. Đừng có nói là hả? Thu mua cái gì là ta làm đây luôn. 37. Có cần nữa. 37. Thấy chưa? Phân thấy chưa? Thank you.
Chứ xong thì làm khác. Đâu rồi? Đấy, à, bây giờ bắt đầu là rửa xong này mọi người này. Thì bây giờ chuẩn bị đi bóp. Đấy, bây giờ mới nghe hết cái phần ở trong ruột nó thôi. Tám phần mấy? Hello tất cả mọi người nhá. Đây thì bên tổ đội này thì đang làm lòng, lòng này là lòng bê. Chó là về là mỏng rồi. Lỡ lúc vậy. Lỡ vậy lỡ làm thầy quét không ngon. Ngoài ngoài đi kê thôi. Từ kia đi cho nó lọc làm biết đấy. Như qua nè. Thử cái đoàn nữa nè. Làm thử cái đoàn nữa nè. Cái này mới là dài này. Cậu qua đi. Đây các bác này. Đấy thì cái lòng này làm thì nó cũng rất là công phu nhá. Ôi tóc tóc tay luôn, tại vì nó trắng luôn rồi, nó lá béo rồi. Trên sạch quá rồi hả? Đâu, cà lên cho nó rơi, nó rơi. Nó rơi lá mà. Nó kéo xuống. Có cái nước anh, nó kéo. Nó xả nước kia, nó dậy quá rồi. Đấy, chưa? Chưa được, thấy nước rồi. Thấy nước rồi. Thấy nước rồi. Thấy nước rồi chúng ta cái này không có đồ nào, đồ nước. Trong cái này không có mỡ. Cái đồ này chưa có giá mấy đồ. Cái này cái này muốn trắng đơn giản. Báo tám về cho tí thuốc tẩy bỏ trắng tinh luôn.
bảo tám tí nữa mèo bị giặt luôn đấy. Bị giặt luôn. Không phải mới giặt, cái loại thuốc tẩy lão đổ vào nó trắng tinh luôn. Thôi làm bị giặt thì khó làm luôn thế, bỏ vào. Bỏ vào. Nó nhỏ nhỏ thôi. Nó nhỏ nhỏ thôi nha. Đừng có nói là hả? Thuốc cái gì là ta làm đây luôn. 37. Có cần nữa. 37. Thấy chưa? Phân thấy chưa? Đấy, bây giờ bắt đầu là rửa xong này mọi người này. Thì bây giờ chuẩn bị đi bóp. Đấy, bây giờ mới nghen hết cái phần ở trong ruột nó thôi. Anh nhanh thôi nha, xong anh đập áo lên đi nha. À, có rồi. Để mình đi, cho nó lại mất thời gian. Rồi, phải bỏ đi.
8 phần mấy. Hello tất cả mọi người nhá. Đây thì bên tổ đội này thì đang làm lòng. Lòng này là lòng B. Lỡ đúng vậy. Lỡ vậy lỡ làm phải quét không ngon. Ngoài ngoài đi kê thôi. Đây các bác này. Đấy thì cái lòng này làm thì nó cũng rất là công phu nhá. Lột ra đây dính cất bẩn nó vứt đi ạ. Cái này muốn trắng đơn giản. Bảo tám về cho tí thuốc tẩy bỏ trắng tinh luôn. Bảo tám tí nữa mèo về mới giặt luôn đấy. Mới giặt luôn. Không phải mới giặt, cái loại thuốc tẩy lão đổ vào hết trắng tinh luôn. Làm luôn thế bỏ vào. Đá vào. Nói nhỏ nhỏ thôi. Nói nhỏ nhỏ thôi nha. Đừng có nói là hả? Cô cái gì là ta làm đây luôn mà. 37. Thấy chưa? Phân thấy chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này bơm làm nó nhanh mà. Đấy, bây giờ bắt đầu là rửa xong này mọi người này. Bây giờ chuẩn bị đi bóp. Đấy, bây giờ mới nghen hết cái phần ở trong ruột nó thôi. Tám phút mấy? Hello tất cả mọi người nhá. Đây thì bên tổ đội này thì đang làm lòng này là lòng bê. Chó là người là mỏng rồi. Lỡ lúc vậy. Lỡ vậy lỡ làm thầy quét không ngon. Hoa hoa đi kê cho đi. Từ kia đi cho nó lọc gần. Vừa qua nè. Thử cái đoàn nữa nè. Cái đoàn nữa nè. Cái này mới là dài này. Cậu qua đi. Đâu có bóp cái màu vàng đang còn phúc kim vào cái đoàn mà còn cất cho hết rồi đây màu vàng để kèm nó sẽ đi để lộn lại lần nữa nó không có cái này thì nó ăn cái thịt rồi thả rồi chắn quá vậy thấp thấp nó mà nó không nước vào này đi 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 đ
Đây các bác này. Đấy thì cái lòng này làm thì nó cũng rất là công phu nhá. Lột ra đây dính cứt bẩn nó vứt đi. Đây cái cam này. Cái này em muốn trắng đơn giản. Báo tám về cho tí thuốc tẩy bỏ vào trắng tinh luôn. Báo tám tí nữa mèo bị mới giặt luôn đấy. Mới giặt luôn. Không phải mới giặt, cái loại thuốc tẩy lão đổ vào nó trắng tinh luôn. Làm luôn thế bỏ vào. Làm vào. Nói nhỏ nhỏ thôi. Nói nhỏ nhỏ thôi nha. Đừng có nói là Gracias.
Bây giờ bắt đầu là rửa xong này mọi người này. Thì bây giờ chuẩn bị đi bóp. Đấy, bây giờ mới nghe hết cái phần ở trong ruột nó thôi. Mấy hello tất cả mọi người nhá. Đây thì bên tổ đội này thì đang làm lòng này là lòng bê. Lỡ đúng vậy. Lỡ vậy lỡ làm phải quét không ngon. Ngoài đi kê cho. Từ cho nó lọc qua đoàn này. Này mới là dài này. Qua đi. Đâu màu vàng đang còn xúc còn đây màu vàng. Để kèm nó sẽ đi để lộn lại lần nữa. Nó cầm đây quá vậy. Đây các bác này. Đấy thì cái lòng này làm thì nó cũng rất là công phu nhá. Ôi tóc tóc tay luôn, tại vì nó trắng nó rồi, nó lại béo rồi. Trên sạch quá rồi hả? Cào lên cho nó rơi, nó rơi. Nó rơi lá mà. Nó kéo xuống. Có cái nước hả?
Lột ra đây dính cất bẩn nó vứt đi ạ. Cái này muốn trắng đơn giản. Bảo Tám về cho tí thuốc tẩy bảo trắng tinh luôn. Bảo Tám tí nữa mèo bị mới giặt luôn đấy. Không phải mới giặt, cái loại thuốc tẩy lão đổ vào nó trắng tinh luôn. Làm luôn thế bỏ vào. Bỏ vào. Nói nhỏ nhỏ thôi. Nói nhỏ nhỏ thôi nha. Đừng có nói là bây giờ bắt đầu là rửa xong này mọi người này. Thì bây giờ chuẩn bị đi bóp.
Đấy, bây giờ mới nghe hết cái phần ở trong ruột nó thôi. Tám phần mấy. Hello tất cả mọi người nhá. Đây thì bên tổ đội này thì đang làm lòng. Lòng này là lòng bê. Lỡ đúng vậy. Lỡ vậy lỡ làm phải quét không ngon. Ngoài ngoài đi kê cho. Từ từ đi cho nó ngọt làm biết đấy. Như qua này. Thử nó đoàn nữa này. Làm thử nó đoàn nữa này. Cái này mới là dài này. Cậu qua đi. Đâu bóp với màu vàng đang còn xúc đang xuyên cái đồ ăn mà còn cứt thì hết rồi. Đây là màu vàng để kèm nó sẽ đi lấy lộn lại lần nữa. Nó không có cái này thì nó sẽ ăn cái này từ thái rồi chẳng quá vậy ơi thấp thấp nó mà nó không thấp vào này chẳng đi ơi chẳng đi ăn chẳng gió con chẳng đi ăn chẳng đi ăn nhớ vào nó nhớ vào nhớ vào nhớ thế này cái đây các bác này. Đấy thì cái lòng này làm thì nó cũng rất là công phu nhá. Ôi tóc tóc tay luôn, tại vì nó trắng lắm rồi, đồ nào béo rồi. Trên sạch quá rồi hả? Cào lên cho nó rơi, nó kéo xuống. Nó kéo xuống, nó kéo xuống. Chưa được, thấy nước rồi. Thấy nước rồi. Thấy nước lạnh ha. Cái này không có đồ nào, nước. Trong trưa này không có bỏ, trưa này giả mấy đồ. Cái này cái này muốn trắng đơn giản bảo tám về cho tí thuốc tẩy bỏ trắng tinh luôn bảo tám tí nữa mèo về mới giặt luôn đấy mới giặt không phải mới giặt cái loại thuốc tẩy lão đổ vào hết trắng tinh luôn làm luôn thế bỏ vào lão vào nói nhỏ nhỏ thôi nha đừng có nói là không cái gì là ta làm đây ba bảy thấy chưa phân thấy chưa
Bây giờ bắt đầu là rửa xong này mọi người này. Thì bây giờ chuẩn bị đi bóp. Đấy, bây giờ mới nghen hết cái phần ở trong ruột nó thôi. Đây là đồ dùng lần lọc. Đây là trong tươi nữa.
8 phút mấy hello tất cả mọi người nhá. Đây thì bên tổ đội này thì đang làm lòng này là lòng B. Chó mà về là mỏng rồi. Lỡ đúng vậy. Lỡ vậy lỡ làm thầy quét không ngon. Ngoài ngoài đi kênh cho đi. Từ đi cho nó lọc làm biết đấy. Vừa qua này. Thử cho đoàn đấy này. Làm thử cho đoàn đấy này. Cái này mới là dài này. Cậu qua đi. Đây các bác này. Đấy thì cái lòng này làm thì nó cũng rất là công phu nhá. Lột ra đây dính cất bẩn nó vứt đi. Lấy cái em này. Cái này em muốn trắng đơn giản. Bảo tám về cho tí thuốc tẩy bỏ vào trắng tinh luôn. Bảo tám tí nữa mèo bị mới giặt luôn đấy. Mới giặt luôn. Không phải mới giặt, cái loại thuốc tẩy lão đổ vào nó trắng tinh luôn. Làm luôn thế bỏ vào. Bỏ vào. Nói nhỏ nhỏ thôi. Nói nhỏ nhỏ thôi nha. Đừng có nói là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ bắt đầu là rửa xong này mọi người này. Thì bây giờ chuẩn bị đi bóp. Đấy, bây giờ mới nghe hết cái phần ở trong ruột nó thôi. Mấy hello tất cả mọi người nhá. Đây thì bên tổ đội này thì đang làm lòng này là lòng bê. Lỡ lúc vậy lỡ vậy lỡ làm thầy quét không ngon ngoài đi kê thôi. Đi qua này, thử cái đoàn này, làm cái đoàn này, cái này mới là dài này. Cậu qua đi. Đâu, màu vàng đang còn xúc đi, còn cất cái hết rồi, đây màu vàng. Để kèm nó sẽ đi lấy lộn lại lần nữa. Cầm cái này, cầm cái này. Cầm quá vậy, thấp thấp nó mà, nó đâm nước vào này. Nhớ con,
Đây các bác này. Đấy thì cái lòng này làm thì nó cũng rất là công phu nhá. Ôi tóc tóc tay luôn, tại vì nó trắng lắm rồi, lâu lại béo rồi. Trên sạch quá rồi hả? Cào đi cho nó rơi, nó rơi. Nó rơi lá mà. Nó kéo xuống. Có cái nước anh, nó kéo. Nó kéo, nó kéo, nó rải rồi. Đấy, chưa? Chưa, thấy nước rồi. Thấy nước rồi. Thấy nước rồi. Thấy nước rồi hả? Chứ cái này không có đồ nước. Trong cái này không có bỏ. Cái đồ này kia mới giả mới rồi. Cái này cái này muốn trắng đơn giản. Bảo Tám về cho tí thuốc tẩy bảo trắng tinh luôn. Bảo Tám tí nữa nào về mới giặt luôn đấy. Không phải mới giặt, cái loại thuốc tẩy lão đổ vào nó trắng tinh luôn. Làm luôn thế bỏ vào. Nói nhỏ thôi nha. Đừng có nói là không có cái gì là ta làm đây. 37. Thấy chưa? Phân thấy chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy, bây giờ bắt đầu là rửa xong này mọi người này. Thì bây giờ chuẩn bị đi bóp. Đấy, bây giờ mới nghen hết cái phần ở trong ruột nó thôi. Tám phần mấy. Hello tất cả mọi người nhá. Đây thì bên tổ đội này thì đang làm lòng. Lòng này là lòng B. Lỡ đúng vậy. Lỡ vậy lỡ làm phải quét không ngon. Ngoài ngoài đi kê cho. Từ từ nó đi cho nó ngọt dần. Đi qua nè. Thử cái đoàn nữa nè. Làm cái đoàn nữa nè. Cái này mới là dài này. Cậu qua đi. Đâu bóp với màu vàng đang còn xúc kia mà cái đoàn mà còn cứt cho hết rồi đây màu vàng để kèm nó sẽ đi để lộn lại lần nữa nó không có cái này thì nó sẽ ăn cái thịt từ thải rồi chán quá vậy thấp thấp nó mà nó không nước vào này chán gió con nhớ vào nó nhớ vào đây các bác này. Đấy thì cái lòng này làm thì nó cũng rất là công phu nhá. Dễ làm. Ôi tóc tay luôn. Tại vì nó trắng lắm rồi, đồ nào béo rồi. Trên sạch quá rồi hả? Không, cái cà nó rơi, nó rơi. Nó rơi lá mà.
Lột ra đây dính cất bẩn nó vứt đi ạ. Cái này muốn trắng đơn giản. Bảo tám về cho tí thuốc tẩy bỏ trắng tinh luôn. Bảo tám tí nữa nào về mới giặt luôn đấy. Mới giặt luôn. Không phải mới giặt, cái loại thuốc tẩy lão đổ vào hết trắng tinh luôn. Làm luôn thế bỏ vào. Làm vào. Nói nhỏ nhỏ thôi. Nói nhỏ nhỏ thôi nha. Đừng có nói là hả? Thu mua cái gì là ta làm đây luôn. Thấy chưa, phân thấy chưa? Bây giờ bắt đầu là rửa xong này mọi người này.
bây giờ chuẩn bị đi bóp. Đấy, bây giờ mới nghen hết cái phần ở trong ruột nó thôi. Tám phút mấy? Hello tất cả mọi người nhá. Đây thì bên tổ đội này thì đang làm lòng này là lòng bê. Chó là về là mỏng rồi. Lỡ lúc vậy. Lỡ vậy lỡ làm thầy quét không ngon. Ngoài ngoài đi kênh thôi. Từ từ đi cho nó lọt dần. Đi qua nè. Thử có đoàn nữa nè. Đoàn nữa nè. Cái này mới là dài này. Cậu qua đi. Đâu này. Đây các bác này. Đấy thì cái lòng này làm thì nó cũng rất là công phu nhá. Lột ra đây dính cứt bẩn nó vứt đi. Cái này muốn trắng đơn giản. Bảo tám về cho tí thuốc tẩy bỏ vào trắng tinh luôn. Bảo tám tí nó mèo bị giặt luôn đấy. Bị giặt luôn. Không phải mới giặt, cái loại thuốc tẩy lão đổ vào nó trắng tinh luôn. Làm luôn thế bỏ vào. Làm vào. Nói nhỏ nhỏ thôi. Nói nhỏ nhỏ thôi nha. Đừng có nói là hả? Cũng có cái gì là ta làm đây luôn. Ba bảy.
thấy chưa, phân thấy chưa. Bây giờ bắt đầu là rửa xong này mọi người này. Thì bây giờ chuẩn bị đi bóp. Đấy, bây giờ mới nghe hết cái phần ở trong ruột nó thôi. Thank you.
móc là lông cái kia thì đây là đồ chứng làm mỏng. Đây là trong chưa. Mấy. Hello tất cả mọi người nhá. Đây thì bên tổ đội này thì đang làm lòng. Lòng này là lòng bê. Chó là về là mỏng rồi. Lỡ lắm vậy. Lỡ vậy lỡ làm phải quét không ngon. Ngoài ngoài đi kê cho từ từ cho nó lọt làm biết đấy. Đi qua nè. Thấy cái đoàn đấy nè. Làm cái đoàn đấy nè. Cái này mới là dài này. Cậu qua đi. Đâu không bóc với màu vàng đang còn xúc đi vào cái đoàn mà còn cất thì hết rồi đây màu vàng để kèm nó sẽ đi lấy lộn lại lần nữa không được cầm cái này trên món ăn cái thịt từ thái rồi chán quá vậy thắp thắp nước mà để bơm nước vào này. Đây các bác này. Đấy thì cái lòng này làm thì nó cũng rất là công phu nhá. Ôi tóc tóc tay luôn, tại vì nó trắng lắm rồi, nó lại béo rồi. Trên sạch quá rồi hả? Đâu, cái cà cho nó rơi, nó rơi. Nó rơi lá mà. Nó kéo xuống, có cái nước này, nó kéo. Nó kéo, nó dậy rồi. Đấy, chưa? Chưa được, thêm nước rồi. Thêm nước rồi. Thêm nước rồi. Thêm nước rồi sao? Cái này không có đồ nào, đồ nước. Trong cái này không có bó, cái này già mới rồi. Cái này cái này muốn trắng đơn giản. Bảo tám về cho tí thuốc tẩy bảo trắng tinh luôn. Bảo tám tí nữa mèo bị mới giặt luôn đấy. Mới giặt luôn. Không phải mới giặt, cái loại thuốc tẩy lão đổ vào nó trắng tinh luôn. Làm luôn thế bỏ vào. Bỏ vào. Nói nhỏ nhỏ thôi. Nói nhỏ nhỏ thôi nha. Đừng có nói là hả? Cung cái gì là ta làm đây. 37. 37. Thấy chưa? Phân thấy chưa?
đây bơm làm nó nhanh mà. Đấy, bây giờ bắt đầu là rửa xong này mọi người này. Thì bây giờ chuẩn bị đi bóp. Đấy, bây giờ mới nghen hết cái phần ở trong ruột nó thôi. Tám phần mấy?